Xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin gửi tới quý anh chị và các bạn những lời chúc sức khỏe. Chúc quý anh chị đón những ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Quý anh chị và các bạn thân mến, ngày hôm nay kênh Tử Vi Ngày Mới sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn về con giáp được thần Phật che chở, nằm yên chờ thời, trúng số cực mạnh. Vậy thì con giáp nào có số may mắn, trúng lớn, giàu to? Nếu muốn biết chi tiết thì mời quý anh chị đi tìm hiểu ở phần nội dung chương trình. Còn bây giờ là tử vi tổng quan ngày mới. Mở đầu chương trình là thông tin tử vi tổng quan ngày 4 tháng 3 năm 2023. Thứ bảy dương lịch. Âm lịch là ngày 13 tháng 2 năm 2023. Là ngày Tân Dậu, tháng Ất Mão, năm Quý Mão. Tiết khí, vũ thủy, ngày trực nguy. Hôm nay là ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo. Giờ hoàng đạo gồm có những khung giờ như sau: giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ, giờ Tý từ 23 giờ đến 1 giờ. Giờ Hắc đạo gồm có những khung giờ như sau: giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Tị từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Thân từ 15 giờ đến 17 giờ, giờ Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ, giờ Sát Chủ và giờ Thụ Tử, giờ Tị từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Sát Chủ, giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ và giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Thụ Tử. Tuổi hợp xung ngày hôm nay. Hôm nay tam hợp với tuổi Tỵ và tuổi Sửu, lục hợp với tuổi Thìn, xung với tuổi Mão, hình với tuổi Dậu, phá với tuổi Tý. Về ngũ hành niên mệnh, thạch lựu mộc, hôm nay là ngày Tân Dậu, tức ngang hòa. Nạp âm thạch lựu mộc kỵ tuổi Ất Mão và tuổi Đinh Mão, ngày thuộc hành mộc, khắc hành thổ. Đặc biệt người tuổi Tân Mùi, tuổi Kỷ Dậu, thuộc hành thổ, không sợ mộc. Ngược lại nhờ mộc khắc mà được lợi. Ngày Dậu, lục hợp với Thìn, tam hợp với Tỵ, Sửu, thành kim cục. Xung Mão, hình Dậu, hại Tuất, phá Tý, tuyệt Dần. Tam sát kỵ tuổi, Hợi, Mão, Mùi. Tuổi bị xung khắc với ngày hôm nay là tuổi Ất Mão và tuổi Đinh Mão. Tuổi bị xung khắc với tháng là tuổi Kỷ Dậu và tuổi Tân Dậu. Các sao tốt trong ngày hôm nay gồm có sao: Nguyệt Đức Hợp, tốt mọi việc, Phúc Sinh, tốt tế tự, cầu phúc, nhập trạch, cầu tài, bách sự đều cát. Cát Khánh, tốt liên hoan, hội hữu, nạp đơn, thăng quan, nhậm chức, kỵ có thụ tử cùng ngày. Âm Đức, tốt tế tự, thi ân, hành huệ, công quả. Thủ Nhật, tốt thụ phong, thăng quan, nhậm chức. Sao xấu thì gồm có sao: Thiên Lại, xấu mọi việc, Hoàng Vu, kỵ khai thương khố, xuất hóa tài, Nhân Cách, kỵ tiến nhân khẩu, giá thú, Huyền Vũ, kỵ giá thú, xuất hành, Ly Sàng, kỵ giá thú, Bát Tọa, kỵ phá thổ, an táng, tu phần, Đại Tiểu Khốc Nhật, kỵ kiến trạch, nhập trạch, Địa Quả, kỵ giá thú, Tam Nương, kỵ tác sự, cầu mưu, kết hôn, khởi tạo, viễn du, xuất hành, thượng quan, phó nhậm. Trong đó có sao Nguyệt Đức Hợp là sao đại cát, có thể hóa giải một số sao xấu. Những việc nên làm và không nên làm trong ngày hôm nay. Trong ngày 4 tháng 3, anh chị và các bạn chỉ nên làm những công việc như: cầu phúc, làm việc ân huệ, nhân ái, giải oan, thi ân, hành huệ, công quả, liên hoan, hội hữu. Ngoài ra thì không nên làm những công việc như: xây dựng, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, xuất hành, cầu tài, cầu tự, mở kho, từ thiện, tế lễ, chữa bệnh, thẩm mỹ, an táng và cải táng. Hướng xuất hành ngày hôm nay đi theo hướng Tây Nam để đón tài thần và hỷ thần. Ngày xuất hành theo Khổng Minh là ngày thiên tặc, xuất hành xấu, cầu tài không được, trên đường đi mất cắp, mọi việc đều rất xấu.
Trên đây là một số thông tin của Tử Vi ngày 4 tháng 3 năm 2023. Trước khi vào nội dung chi tiết của từng con giáp, thì quý vị hãy vui lòng đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để biết khi nào nội dung mới được phát hành. Thưa quý vị, bây giờ không để mất thời gian, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu vận trình chi tiết của từng con giáp. Đầu tiên, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tý trong ngày 4 tháng 3 năm 2023. Theo dõi tử vi của 12 con giáp cho thấy, trình ấn chiếu mệnh, người tuổi Tý nhận được sự tin tưởng của bạn bè, đồng nghiệp và cấp trên. Bạn có khả năng khắc phục hậu quả và có bản lĩnh đương đầu với thử thách mà không hề e ngại. Tuy nhiên, tương phá khuyên bạn hôm nay không nên làm điều gì mà con giáp tuổi Tý không được chắc chắn. Sẽ có những người ngăn trở khiến bạn cảm thấy mất sự kết nối với những người xung quanh, không nhận được sự thấu hiểu. Kim sinh thủy, chuyện tình cảm gia đình có được cục diện tốt và hoàn toàn có thể nhận được sự quan tâm về tình cảm yêu thương của mọi người. Đặc biệt là với người độc thân, bạn có thể thể hiện được sức hút của mình. Vì thế, nên dù không có nhiều cơ hội gặp gỡ giao lưu với người khác đi chăng nữa, bạn vẫn có thể nhận được những lời mời làm quen kết bạn của nhiều người. Với người tuổi Giáp Tý, mệnh Kim, tinh thần phơi phới khi mọi thứ tiến triển theo đúng kế hoạch. Với người tuổi Bính Tý, mệnh Thủy, hãy giữ bình tĩnh khi đối diện với khó khăn. Với người tuổi Mậu Tý, mệnh Hỏa, không nên vội vàng than thân trách phận. Với người tuổi Canh Tý, mệnh Thổ, nên bình tĩnh trao đổi với mọi người. Với người tuổi Nhâm Tý, mệnh Mộc, không nên chèn ép người khác. Sự nghiệp của người tuổi Tý hôm nay được đánh giá đạt 3 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 5 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là số 16. Về giờ tốt cho người tuổi Tý ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ. Màu sắc cát tường là màu trắng, xám, vàng nhạt. Quý nhân phù trợ là người tuổi Thân, tuổi Thìn và tuổi Sửu. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Tý trong ngày 4 tháng 3 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình. Chúc quý vị có một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Sửu trong ngày 4 tháng 3 năm 2023. Luận tử vi cho thấy, cục diện tam hợp phù trợ cho người tuổi Sửu có một ngày làm việc suôn sẻ nhờ trí tuệ minh mẫn. Bản mệnh có thể đưa ra nhiều quyết định đúng đắn, ngay cả ở trong những tình huống khó khăn nhất. Điều này khiến cho mọi người cảm thấy rất tin tưởng bạn. Ngũ hành tương sinh, bạn và người bạn đời luôn thấu hiểu lẫn nhau, thậm chí không cần ai phải nói rõ thành lời. Để có thể được như vậy là do trước nay hai người luôn tâm sự và trao đổi ý kiến với nhau trong mọi chuyện, không che giấu nhau bất cứ chuyện gì. Thực thần đem lại sự may mắn cho những người làm nghề tự do, đặc biệt là những người theo nghiệp kinh doanh buôn bán. Cát thần này sẽ mang tới những cơ hội làm ăn thuận lợi, tiền bạc ùn ùn đổ về, bạn có thể thoải mái chi tiêu. Với người tuổi Ất Sửu, mệnh Kim, nên chi tiêu có kế hoạch để duy trì vận may. Với người tuổi Đinh Sửu, mệnh Thủy, tài chính dư giả, không lo chuyện thiếu tiền tiêu. Với người tuổi Kỷ Sửu, mệnh Hỏa, thái độ nghiêm túc và kiên trì mang tới thành công. Với người tuổi Tân Sửu, mệnh Thổ, kiên định với con đường mình đã chọn. Với người tuổi Quý Sửu, mệnh Mộc, hạn chế mâu thuẫn với mọi người xung quanh. Sự nghiệp của người tuổi Sửu hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là số 76. Về giờ tốt cho người tuổi Sửu ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ. Giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu vàng đậm, tím, cam. Quý nhân phù trợ là người tuổi Tỵ, tuổi Dậu và tuổi Tý. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Sửu trong ngày 4 tháng 3 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Dần trong ngày 4 tháng 3 năm 2023. Theo dõi tử vi cho thấy, chính quan trợ lực, con giáp tuổi Dần cảm thấy vô cùng tự tin trong các quyết định của mình. May mắn là bạn đi đúng hướng và đạt được kết quả đáng mừng. Đó là dấu hiệu tốt để bạn cảm thấy có thêm nhiều động lực hơn cho bản thân. Công việc của tuổi Dần dự báo khá tốt, dễ có được thành công.
thêm vào đó nguồn tài lộc dồi dào và có được đối tác ưng ý. Cho nên với người tuổi Dần hôm nay, dù chưa thực sự có nhiều tiền trong tay, nhưng tiềm năng về tài chính trong thời gian tới đủ để bạn cảm thấy hứng khởi làm việc. Kim khắc mộc cho thấy tình cảm đôi lứa vướng phải không ít trục trặc. Cả hai đều là người nóng tính và có cá tính riêng, nên chẳng ai chịu nhường ai, khăng khăng bảo vệ quan điểm của mình chỉ vì cái tôi quá lớn. Với người tuổi Giáp Dần, mệnh thủy, nên chủ động chia sẻ khúc mắc nghi ngờ trong lòng với nửa kia. Với người tuổi Bính Dần, mệnh hỏa, tự hào khi hoàn thành được mục tiêu. Với người tuổi Mậu Dần, mệnh thổ, thực hiện công việc theo kế hoạch đã đề ra. Với người tuổi Canh Dần, mệnh mộc, cần bình tĩnh để tìm cách giải quyết rắc rối. Với người tuổi Nhâm Dần, mệnh kim, không nên tỏ ra lười biếng hay kiêu căng. Sự nghiệp của người tuổi Dần hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 3 sao, sức khỏe đạt 3 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn là số 69. Về giờ tốt cho người tuổi Dần ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu đen xanh nước biển. Quý nhân phù trợ là người tuổi Ngọ, tuổi Tuất và tuổi Hợi. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Dần trong ngày 4 tháng 3 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Mão trong ngày 4 tháng 3 năm 2023. Luận tử vi cho thấy, do tác động tiêu cực của cục diện tương xung khiến con giáp tuổi Mão dễ nổi nóng, quyết định mọi thứ trong vội vàng, nhất là trong ngày hôm nay. Sẽ có những lời xúi dục, bạn nên chọn lọc những lời nên nghe, những lời không nên nghe. Vận tình cảm cũng khó lòng yên bình. Tác động của ngũ hành xung khắc ảnh hưởng ít nhiều lên mối quan hệ tình cảm của các cặp đôi. Người độc thân cần thận trọng hơn trước các mối quan hệ, đừng nên dễ dãi quá mức với cảm xúc của mình. Ngoài ra, thiên quan dự báo họa tiểu nhân đeo bám, nếu không cẩn thận rất dễ trở thành tâm điểm bị thị phi tranh chấp. Con giáp này không nên lời qua tiếng lại, tranh cãi nặng nề làm mọi thứ trở nên phức tạp hơn. Với người tuổi Ất Mão, mệnh thủy, quan tâm hơn đến gia đình. Với người tuổi Đinh Mão, mệnh hỏa, có người thân ở xa hỏi thăm. Với người tuổi Kỷ Mão, mệnh thổ, hãy chủ động hơn trong chuyện tình cảm. Với người tuổi Tân Mão, mệnh mộc, không ngại đối diện với khó khăn. Với người tuổi Quý Mão, mệnh kim, hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận điều tốt đẹp. Sự nghiệp của người tuổi Mão hôm nay được đánh giá đạt 3 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 3 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn là số 52. Về giờ tốt cho người tuổi Mão ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường là màu xanh lá cây, đen xanh nước biển. Quý nhân phù trợ là người tuổi Hợi, tuổi Mùi và tuổi Tuất. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Mão trong ngày 4 tháng 3 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Thìn trong ngày 4 tháng 3 năm 2023. Theo dõi tử vi cho thấy, lục hợp che chở, người tuổi Thìn rất thông minh, nhanh trí trong ngày hôm nay. Tư tưởng cởi mở giúp bạn nhanh chóng tiếp thu ý kiến của mọi người, khiến mọi việc tiến triển càng thêm phần thuận lợi hơn. Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia của mình rất tốt đẹp. Đào hoa nở rộ, người ấy luôn thấu hiểu và cảm thông cho những vất vả, khó khăn của bạn. Nếu gặp vấn đề khó xử, hãy tâm sự với người ấy để đôi bên cùng tìm ra cách xử lý hiệu quả. Trên phương diện sự nghiệp, thương quan cho thấy nếu nóng nảy gây hấn với người có quyền cao chức trọng thì bạn chính là người phải chịu thiệt. Nếu mọi việc đều có thể giải quyết bằng cách trao đổi nhẹ nhàng thì bạn không nên chuyện bé xé ra to. Với người tuổi Giáp Thìn, mệnh hỏa, có cơ hội khai thác những kỹ năng tiềm ẩn. Với người tuổi Bính Thìn, mệnh thổ, quan hệ vợ chồng hòa hợp, đôi bên thấu hiểu nhau. Với người tuổi Mậu Thìn, mệnh mộc, kiên định với con đường mình đã chọn.
Với người tuổi Canh Thìn, mệnh Kim, đừng vội đánh mất niềm tin ở bản thân của mình. Với người tuổi Nhâm Thìn, mệnh Thủy, học cách đặt mình vào vị trí người khác. Sự nghiệp của người tuổi Thìn hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là số 25. Về giờ tốt cho người tuổi Thìn ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu nâu vàng đậm tím. Quý nhân phù trợ là người tuổi Thân, tuổi Tý và tuổi Dậu. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Thìn trong ngày 4 tháng 3 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Hy vọng với nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tỵ trong ngày 4 tháng 3 năm 2023. Xem tử vi cho thấy, dưới tác động của tam hợp, người tuổi Tỵ vốn có cá tính cởi mở và tư tưởng phóng khoáng, càng được dịp phát huy điểm mạnh của mình. Lại thêm được thần Phật che chở, bạn làm việc gì cũng thuận lợi, trôi chảy. Quan hệ tình cảm cũng khá hài hòa và không có nhiều biến động. Về cơ bản, bạn đã có được một ngày êm đẹp và an tâm với các mối quan hệ tình cảm gia đình và cá nhân. Thiên tài còn đem đến tin vui về tài lộc cho người tuổi Tỵ. Hôm nay là ngày bạn được tận hưởng thành quả nếu đã chăm chỉ dành thời gian cho các công việc làm thêm suốt thời gian qua. Mọi sự cố gắng của bạn đều được đền đáp xứng đáng. Với người tuổi Ất Tỵ, mệnh Hỏa, tiền bạc không còn là nỗi lo. Với người tuổi Đinh Tỵ, mệnh Thổ, đừng chần chừ khi đứng trước các cơ hội. Với người tuổi Kỷ Tỵ, mệnh Mộc, tình cảm gia đình ấm áp trọn vẹn. Với người tuổi Tân Tỵ, mệnh Kim, tin tưởng vào nửa kia của mình. Với người tuổi Quý Tỵ, mệnh Thủy, có thể thoải mái chi tiêu theo ý muốn của cá nhân. Sự nghiệp của người tuổi Tỵ hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là số 31. Về giờ tốt cho người tuổi Tỵ ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu tím, cam, đỏ. Quý nhân phù trợ là người tuổi Dậu, tuổi Thân và tuổi Sửu. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Tỵ trong ngày 4 tháng 3 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng với nội dung trên đây thì các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý anh chị và các bạn bước vào ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Ngọ trong ngày 4 tháng 3 năm 2023. Luận tử vi cho thấy, chính tài xuất hiện sẽ đảm bảo nguồn thu nhập cho người tuổi Ngọ trong ngày hôm nay. Bạn cứ yên tâm vì đã có tiền lận lưng nhờ công sức làm việc chăm chỉ suốt thời gian qua của mình. Song cũng đừng tiêu xài hoang phí, cần biết tiết kiệm cho tương lai. Những ai theo đuổi sự nghiệp công danh, nhiều khả năng sẽ gặp được điều tốt lành và có người tương trợ. Có thể những chuyến công tác hoặc hội thảo sẽ giúp bạn bồi bổ được kiến thức và có thêm những cơ hội. Hồng Loan giúp hàn gắn những rạn nứt tình cảm trong mối quan hệ của bạn và người ấy. Đôi bên đều nhận ra vấn đề xuất phát từ bản thân nên mới để hiểu lầm xảy ra như trước đó. Quan trọng là hai bạn đều trân trọng mối quan hệ này nên sẽ tự động thấu hiểu cho nửa kia. Với người tuổi Giáp Ngọ, mệnh Kim, sẵn sàng thực hiện các kế hoạch của mình. Với người tuổi Bính Ngọ, mệnh Thủy, nhận được khoản tiền đều đặn. Với người tuổi Mậu Ngọ, mệnh Hỏa, hãy trân trọng gia đình của mình. Với người tuổi Canh Ngọ, mệnh Thổ, dễ mất tập trung nên tinh thần không chu toàn. Với người tuổi Nhâm Ngọ, mệnh Mộc, nên chú trọng tính an toàn hơn là mạo hiểm. Sự nghiệp của người tuổi Ngọ hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là số 86. Về giờ tốt cho người tuổi Ngọ ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu cam, đỏ, hồng. Quý nhân phù trợ là người tuổi Dần, tuổi Tuất và tuổi Mùi. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Ngọ trong ngày 4 tháng 3 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi.
Hy vọng với nội dung trên đây thì các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý anh chị và các bạn bước vào ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Mùi trong ngày 4 tháng 3 năm 2023. Luận tử vi cho thấy, thực thần phù trợ, người tuổi Mùi có một ngày gặp nhiều may mắn nếu làm nghề tự do. Bạn có thể nhận được những công việc hứa hẹn mang lại nguồn thu nhập ổn định và triển vọng trong tương lai. Cái đích bạn đặt ra đã không còn xa nữa. Bản tính ôn hòa cũng giúp bạn xây dựng được những mối quan hệ xã giao thuận lợi. Họ có thể là quý nhân của bạn trong tương lai, hứa hẹn sẽ giới thiệu cho bạn những cơ hội đáng quý. Vì thế, bạn cần giữ liên lạc với họ. Thổ sinh kim, trong gia đình con giáp này cũng là một người dịu dàng và biết quan tâm chăm sóc các thành viên. Bạn luôn chia sẻ với nửa kia mọi suy nghĩ của mình để đôi bên cùng thảo luận, đưa ra cách giải quyết hợp lý nhất. Với người tuổi Ất Mùi, mệnh kim, không phải là thời điểm thích hợp để đầu tư mạo hiểm. Với người tuổi Đinh Mùi, mệnh thủy, tài vận tăng tiến không ngừng hanh thông. Với người tuổi Kỷ Mùi, mệnh hỏa, có những lời hứa hẹn khiến bạn dễ tin. Với người tuổi Tân Mùi, mệnh thổ, công việc tiến triển nhanh chóng và thuận lợi. Với người tuổi Quý Mùi, mệnh mộc, sức khỏe có nhiều vấn đề cần được quan tâm kịp thời. Sự nghiệp của người tuổi Mùi hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 3 sao và tình cảm đạt 4 sao. Con số may mắn là số 85. Về giờ tốt cho người tuổi Mùi ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu tím, cam, đỏ. Quý nhân phù trợ là người tuổi Hợi, tuổi Mão và tuổi Ngọ. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Mùi trong ngày 4 tháng 3 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Thân trong ngày 4 tháng 3 năm 2023. Luận tử vi cho thấy, cục diện tương hội trợ vận, con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Thân trở nên bằng phẳng hơn bao giờ hết. Chẳng có điều gì có thể ngăn bạn tiến bước đến thành công phía trước. Đào hoa giúp người độc thân có nhân duyên tốt đẹp. Các mối quan hệ của bạn phát triển một cách hài hòa. Nếu bạn chịu mở lòng hơn thì rất có thể bạn sẽ tìm được một nửa thích hợp hoặc một cơ hội đáng quý. Chớ nên chần chừ do dự quá lâu, bởi cơ hội sẽ chẳng chờ đợi ai bao giờ. Tuy nhiên, vận tài lộc của con giáp này lại không được may mắn. Có lẽ bởi kiếp tài khiến bạn có đôi phần nóng vội nên dễ đưa ra những quyết định liều lĩnh, không mang đến những rủi ro. Vì vậy, tiền bạc có thể rơi vào tay của kẻ xấu lúc nào chẳng hay. Với người tuổi Giáp Thân, mệnh thủy, có thể tìm hiểu thêm các cách tiếp thị khác nhau. Với người tuổi Bính Thân, mệnh hỏa, học cách tích lũy và đầu tư với số tiền mình có trong tay. Với người tuổi Mậu Thân, mệnh thổ, tính toán lại đừng đi nước bước cho đúng. Với người tuổi Canh Thân, mệnh mộc, tiếp xúc với nhiều mối làm ăn hứa hẹn. Với người tuổi Nhâm Thân, mệnh kim, hãy tập trung vào mục tiêu mình đã đặt ra. Sự nghiệp của người tuổi Thân hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 3 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là số 48. Về giờ tốt cho người tuổi Thân ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu trắng, xám, vàng nhạt. Quý nhân phù trợ là người tuổi Tỵ, tuổi Thìn và tuổi Tý. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Thân trong ngày 4 tháng 3 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Hy vọng với nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Dậu trong ngày 4 tháng 3 năm 2023. Tử vi của 12 con giáp cho thấy, cục diện tự hình, người tuổi Dậu trở nên tự tin thái quá. Bản mệnh tự cho rằng mình có khả năng giải quyết tất cả mọi vấn đề mà không cần phải nhờ đến sự trợ giúp của bất cứ ai, dù là bạn bè thân thiết. Chuyện tình cảm của người tuổi Dậu cũng lắm nỗi buồn. Lứa đôi thường xuyên mâu thuẫn, có thể chỉ vì những vấn đề rất nhỏ nhặt. Cả hai quá cứng đầu, không ai chịu nhường ai, không ai muốn xuống nước,
khiến mọi chuyện dễ lâm vào bế tắc. Ngoài ra, tỷ kiên còn khiến cho bản mệnh dễ vướng vào chuyện mâu thuẫn thị phi với đồng nghiệp. Bạn thường khăng khăng làm theo ý mình, bỏ ngoài tai lời góp ý của người khác. Hãy thay đổi tính cách này nếu muốn sự nghiệp của mình thuận lợi trôi chảy hơn. Với người tuổi Ất Dậu, mệnh Thủy, lắng nghe ý kiến đóng góp của người khác. Với người tuổi Đinh Dậu, mệnh Hỏa, công việc ngày càng phát triển ổn định, vượt qua giai đoạn khó khăn. Với người tuổi Kỷ Dậu, mệnh Thổ, nhờ sự trợ giúp của mọi người xung quanh. Với người tuổi Tân Dậu, mệnh Mộc, chớ nên để tự tin biến thành kiêu ngạo, kẻo gặp phải gièm pha sau lưng. Với người tuổi Quý Dậu, mệnh Kim, hãy giữ vững lập trường của mình. Sự nghiệp của người tuổi Dậu hôm nay được đánh giá đạt 3 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn là số 2. Về giờ tốt cho người tuổi Dậu ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường là màu vàng nhạt, nâu vàng đậm. Quý nhân phù trợ là người tuổi Thìn, tuổi Tỵ và tuổi Sửu. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Dậu trong ngày 4 tháng 3 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tuất trong ngày 4 tháng 3 năm 2023. Tử vi của 12 con giáp cho thấy, do ảnh hưởng của cục diện tương hại, đẩy người tuổi Tuất vào tình huống phải đối diện với nhiều chuyện khó giải quyết. Trong ngày hôm nay, bạn không những không nhận được sự giúp đỡ của mọi người, mà thậm chí còn bị phản đối quyết liệt. Các cặp đôi thì gặp khủng hoảng trong việc cùng thống nhất quan điểm về một vấn đề nào đó. Khi mà ai cũng khăng khăng bảo vệ ý kiến của mình, mà không chịu lắng nghe xem tại sao đối phương lại lựa chọn khác mình, hay bạn đang tự đẩy mối quan hệ đến bờ vực sụp đổ. Ngoài ra, thương quan xuất hiện còn khuyên bản mệnh nên cố gắng giữ vững phong độ và sự tự tin chuyên nghiệp của mình để bảo vệ vị thế mà mình đã nỗ lực xây dựng bấy lâu. Bạn cần có một thái độ linh hoạt để ứng biến trước những thay đổi nhanh chóng. Sự nóng vội chỉ càng khiến mọi chuyện thêm rắc rối. Với người tuổi Giáp Tuất, mệnh Hỏa, nhận được sự khâm phục của mọi người xung quanh. Với người tuổi Bính Tuất, mệnh Thổ, cần quan tâm đến con cái nhiều hơn. Với người tuổi Mậu Tuất, mệnh Mộc, tâm trạng bất ổn, trở nên nóng nảy, hành động bốc đồng. Với người tuổi Canh Tuất, mệnh Kim, hãy lắng nghe quan điểm của người khác. Với người tuổi Nhâm Tuất, mệnh Thủy, hãy dùng hành động để chứng minh bản thân. Sự nghiệp của người tuổi Tuất hôm nay được đánh giá đạt 3 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn là số 24. Về giờ tốt cho người tuổi Tuất ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu tím, cam, đỏ. Quý nhân phù trợ là người tuổi Ngọ, tuổi Dần và tuổi Mão. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Tuất trong ngày 4 tháng 3 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Hợi trong ngày 4 tháng 3 năm 2023. Tử vi của 12 con giáp cho thấy, thiên ấn chiếu mệnh, người tuổi Hợi có chức có quyền, khẳng định được vị thế của mình khi đứng trước đám đông. Bạn là nhà lãnh đạo tài năng, có thể sắp xếp nhân viên vào đúng vị trí phù hợp với năng lực của họ. Người làm công ăn lương có thể hoàn thành xuất sắc công việc được giao, khẳng định được vị thế của mình trong tập thể. Cấp trên sẵn sàng giao cho bạn những nhiệm vụ quan trọng, đấy là bàn đạp để bạn thăng tiến trong tương lai. Tuy nhiên, bạn không nên tập trung quá mức vào công việc, mà có phần sao nhãng trong việc tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình. Mặc kệ những lời nhắc nhở và thúc giục của cha mẹ, bạn bè, bạn thấy giờ vẫn chưa phải là lúc. Cuộc sống độc thân với tuổi này vẫn đang rất ổn. Với người tuổi Ất Hợi, mệnh Hỏa, mối quan hệ xã giao cũng bị hạn chế. Với người tuổi Đinh Hợi, mệnh Thổ, nên cân nhắc thật cẩn thận để không tự gây rắc rối. Với người tuổi Kỷ Hợi, mệnh Mộc, tốn nhiều thời gian giải quyết khó khăn trục trặc. Với người tuổi Tân Hợi, mệnh Kim, hãy chứng minh cho mọi người thấy bạn là ai. Với người tuổi Quý Hợi, mệnh Thủy, chớ nên làm việc hời hợt khi đang có cơ hội. Sự nghiệp của người tuổi Hợi hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 3 sao và tình cảm đạt 4 sao. Con số may mắn là số 90.
về giờ tốt cho người tuổi Hợi ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu đen, xanh nước biển, trắng. Quý nhân phù trợ là người tuổi Mùi, tuổi Mão và tuổi Dần. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Hợi trong ngày 4 tháng 3 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Thưa quý vị, kênh Tử Vi Ngày Mới muốn đem đến những thông tin tử vi hàng ngày chính xác nhất, giúp quý vị có thể đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Nếu quý vị thấy hay và hữu ích, hãy vui lòng đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo, sau đó để lại cho chúng tôi một like để thể hiện sự ủng hộ của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại lần sau.